Thường thường thì nó ra tiếng Anh luôn, nhưng nếu không được thì các bạn bấm vào đây cho về tiếng Anh, còn bên này thì nó mặc định tiếng Việt rồi. Các bạn nhìn nhá, hai bên nó chạy song song này. Hey, xin chào các bạn. Nói về việc luyện nghe tiếng Anh thì YouTube đúng là một thiên đường, đúng không mọi người? Ngày xưa khi mà mình mới luyện nghe tiếng Anh trên YouTube, mình cứ ước suốt là giá mà bây giờ video YouTube tiếng Anh nào cũng có thể xem song ngữ được, tức là có cả tiếng Anh cả tiếng Việt thì tốt. Không phải là mình muốn đọc cả tiếng Anh tiếng Việt cùng một lúc, tại vì chúng ta không thể làm được điều đấy. Nhưng mình vẫn muốn có phụ đề tiếng Việt bên cạnh phụ đề tiếng Anh. Nếu có trường hợp nào mình không kịp nghe thì mình có thể nhìn và tham khảo được. Cái thời đấy mình học tiếng Anh thì chưa có. Và cuối cùng thì giấc mơ cũng đã thành hiện thực rồi. Tuy nhiên thì nó đến với mình hơi muộn. Vì vậy hôm nay mình muốn làm video này để hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể xem một video song ngữ ở trên YouTube, vừa đơn giản lại vừa miễn phí. Và đây cũng chính là cách để các bạn có thể tải phụ đề ở trên YouTube nếu mà các bạn muốn tải về máy của mình á. Nào, bắt đầu video thôi. Let's go. Rồi, chào các bạn nhé. Bây hiện tại chúng ta đang trong YouTube của mình. Thì các bạn có thể chọn một video tiếng Anh bất kỳ. Và đây mình chọn video của anh Simon này nhé. Rồi, ok. Thì bây giờ ở trên YouTube họ đã có cái phụ đề tự động, thế nên mọi video, đặc biệt là bằng tiếng Anh, thì đều có phụ đề tiếng Anh rồi, các bạn yên tâm nhé. Và bây công việc của chúng ta là làm sao để có vừa có phụ đề tiếng Anh vừa phụ đề tiếng Việt. Thì đầu tiên để bật phụ đề tiếng Anh một cách tự động thì các bạn có nhìn thấy chiếc phụ đề đây này. Đấy, bấm vào đây là nó sẽ dịch tự động cho chúng ta. Đó, chúng ta đã thấy phụ đề tiếng Anh hiện lên rồi nha. Ok. I love those kids. Rồi, thì có hai cách để các bạn có thể vừa xem tiếng Anh vừa xem tiếng Việt. Thì cách đầu tiên ngay ở trên YouTube này, các bạn để ý vào phần ba chấm dưới video này. Đó, bạn bấm vào và nó sẽ có phần là mở bản chép lời. Các bạn bấm lên này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là phụ đề tiếng Anh bên này thì nó đã được chuyển sang bên này và nó chia thành từng giây rồi. Nó rất hay ở chỗ là khi nó chia thành từng giây này, ví dụ bạn muốn nghe họ nói cái câu này chẳng hạn, bạn bấm vào thì nó nhảy luôn đến đoạn đấy này, hay không? Đó. Mình đang nghe đây nhưng mình lại muốn nghe đoạn mà I love those kids. Để thì mình bấm vào. Đó, các bạn thấy không? Rồi, nhưng mà đây là hai bên đều tiếng Anh đúng không? Bên này tiếng Anh thì để làm gì đâu. Thì bây giờ muốn chuyển bên này tiếng Việt cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Các bạn kích chuột phải vào bất kỳ chỗ nào cho mình nha để nó hiện lên trình này. Sau các bạn nhìn này, dịch sang tiếng Việt. Đó, thì bạn bấm vào đây cái. Rồi, thì tất cả bên này đã sang tiếng Việt. Thì bên này nó cũng chuyển lên tiếng Việt theo. Thì các bạn lại bấm vào đây một lần nữa để cho về tiếng Anh nhé. Đó. Thường thường thì nó ra tiếng Anh luôn, nhưng nếu không được thì các bạn bấm vào đây cho về tiếng Anh. Còn bên này thì nó mặc định tiếng Việt rồi. Các bạn nhìn nhá, hai bên nó chạy song song này. To say whatever I want. To say whatever I want. Nói bất cứ điều gì tôi muốn, đúng không? A little bit of some observations for your future. I have five little rules that you can follow as you find your spark and... Ok, rất đơn giản, và đây cũng chính là cách để các bạn có thể lấy phụ đề của một video YouTube. Thì bạn chuyển cái này thành tiếng Anh, xong bạn Ctrl A và bạn copy tất cả những này ra bản Word của mình là ok, chúng ta phụ đề nhé. Thì mình có một lưu ý nho nhỏ là khi mà bạn kích cái này lên này, mà bạn thấy chỗ này của bạn nó không phải là dịch sang tiếng Việt mà nó dịch sang tiếng Anh ấy, thì các bạn chịu khó vào phần cài đặt của Google Chrome nhé, và trình duyệt bạn đang ấy nhé, và bạn chuyển cái ngôn ngữ của chúng ta về tiếng Việt là được nha. Hoặc là bạn muốn chuyển nó sang một ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn Quốc, thì bạn cũng vào cài đặt và thử tìm tòi cho mình nhé. Ngoài ra nếu mà các bạn chỉnh rồi mà vẫn không được thì các bạn để ý cái phần mà Translate, dịch trang này trên này này. Các bạn bấm vào này, ngôn ngữ được phát hiện là tiếng Việt này. Các bạn bấm vào này, chọn ngôn ngữ khác này. Đấy, thì bạn chọn ngôn ngữ được dịch. Thì còn một cách nữa để chúng ta có thể làm điều này, nhưng mà trước khi đến cách thứ hai thì mình có muốn nói với các bạn một chút là cái phương pháp này thực ra nó không phải là cứu cánh hay là một cái gì đấy nó quá ghê gớm giúp cho các bạn có thể chắc chắn học được tiếng Anh, mà phương pháp này nó sẽ giúp cho những bạn mới học này, hoặc là để bạn có thể hiểu nhanh một video mà bạn không bị mất mạch cảm xúc khi xem, thì mình có thể làm cách này thôi. Chứ thực ra mắt chúng ta làm sao có thể nhìn được cả hai bên, đúng không? Nếu bạn nghe được là tốt nhất, nhưng mà bạn cứ để chạy song song này thì khi mà mình cảm thấy chỗ nào khó, mình chỉ cần tạm dừng lại nhìn ra bên này là mình cũng có một tài liệu tham khảo. Thực ra đây là hoàn toàn là do Google dịch nhé, thế nên là nó cũng không chính xác 100% đâu, nhưng mà để với việc tham khảo thì mình nghĩ là rất là ok nhé. Rồi, đây chúng ta đến cách thứ hai. Thực ra cách thứ nhất nó quá hay rồi thì cũng chẳng cần cách thứ hai đâu, nhưng mà thôi mình cứ chỉ luôn. Nó có một extension tên là Seek Subtitles for YouTube Chrome Extension này. Đó, các bạn bấm vào này. Rồi, các bạn nhớ tên của cái extension này nhá. Nó rất đơn giản, bạn thêm vào Chrome là xong này. Thêm tiện ích. Bạn đợi một lúc nhá. Ok, đây là đã cài đặt xong. Các bạn quay trở lại YouTube này. Mình muốn F5 lại nhé.
Rồi thì các bạn thấy là bình thường lúc nãy bấm 3 chấm đúng không? Bây giờ nó có biểu tượng seek. Ở đây thì bạn bấm vào này. Đó thì nó cũng ra như lúc nãy. Như lúc nãy thì mình cũng bấm chuyển sang tiếng Việt ở chỗ này nhé. Như lúc nãy chuyển tiếng Việt các bạn biết rồi đúng không? Nhưng mà cái này mình hay dùng là để copy cái subtitles này cho nó nhanh các bạn ạ. Như lúc nãy copy cực kỳ khó luôn. Bạn phải Ctrl A rồi kéo từ trên xuống dưới rất mệt mỏi. Nhưng bên này nó có thêm phần tools này. Đúng không? Bạn bấm vào đây này. Nó có copy all này, copy selected này, và tweet selected. Đó, nó rất dễ này, copy all. Thế là đã được rồi đấy. Rồi bạn sang, bạn Ctrl V sang bất kỳ chỗ nào. Đó, đây là tất cả cái phụ đề mà chúng ta vừa có. Rồi, chỉ có như vậy thôi. Lời khuyên cuối cùng của mình là các bạn cũng nên dùng thêm với cả từ điển bên ngoài nữa nhá. Hơi chịu khó một tí thì mình mới học được nhiều tiếng Anh và sẽ có những kết quả tốt đẹp, đúng không? Ok, đơn giản chỉ có vậy thôi. Hy vọng là mình đã mang đến cho các bạn một cái tip hữu ích để có thể giúp các bạn chinh phục tiếng Anh một cách dễ dàng hơn và có nhiều cảm hứng hơn nhé. Mọi thứ bây giờ thì đều hỗ trợ chúng ta hết đất rồi, vì vậy các bạn phải cố gắng lên nhá. Giúp mình like và đăng ký kênh để chúng ta có thể học tiếng Anh cùng nhau trong những video tiếp theo nhé. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye.